Thử hỏi rằng tuổi trẻ của bạn đáng giá bao nhiêu? Có lẽ là rất đắt, là cả tuổi thanh xuân không bao giờ quay trở lại, là lũ bạn ồn ào với những lần giận hờn vô cớ, là những chuyến đi cả đời chẳng thể nào quên. Nếu thanh xuân có thể kéo dài mãi mãi, tôi chỉ ước nó sẽ không bao giờ đổi thay, biết bao mộng ước dệt lên quá đẹp, thế rồi vỡ tan theo khói mây. Thanh xuân của bạn như thế nào? Thanh xuân của chúng tôi, những con người đặc biệt của 12 chiên lý thì tuyệt vời lắm. Đó là một thước phim đầy ắp những kỷ niệm, là cuộc sống với ba đường thẳng hàng, nhà, trường và lớp học thêm, là những giờ học chốc chốc ra hỏi đứa bên cạnh, mày ơi, mấy giờ rồi? Là chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng biết là căng tin đang nấu món gì. Và cả những câu chuyện sân si kể đi kể mãi mà không bao giờ chán. Thanh xuân của chúng tôi là những lúc quậy phá, lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt tháng, là những lần vô tình say nắng một ai đó chỉ vì một nụ cười mà vu vơ cả ngày, vì một ánh mắt mà nhớ nhung dài lâu. Nhưng khoảng thời gian đó trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức vào một ngày nào đó giữa tháng 6, cuộc đời học sinh cấp 3 của bạn đã đặt dấu chấm hết từ lúc nào? Nếu bạn hỏi tôi có hối tiếc không, thì câu trả lời có lẽ là cái gật đầu. Còn nếu bạn hỏi tôi có hối hận không, thì bọn này tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận. Bởi thanh xuân chính là như vậy. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay. Trời nắng nhẹ, em đêm gió lay. Là cảm xúc khó nói chi biết ngẩn ngơ. Níu ta áo dài bay bay. We could go home.
Mình sẽ không còn học chung với nhau mỗi ngày nữa. Chúng ta có thể chỉ có thể gặp mặt cả lớp vào sáng thứ hai chào cờ và ngày cuối sinh hoạt lớp. Tớ mong là chỉ có 2 ngày trong tuần thôi nhưng các bạn sẽ đi học đầy đủ. 3 năm qua thì thật sự có rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm buồn có, kỷ niệm vui cũng có. Có nhiều lúc là rất là tức giận, rất là ghét lớp luôn á. Nhưng mà sau bao nhiêu thử thì mình vẫn là một. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Tèo á là cái hôm 20 tháng 10 lần đầu tiên lớp mình ngồi lại quây quần bên nhau như thế. Thật sự rất là vui luôn. Mình bỏ qua mọi cái hiểu lầm, bỏ qua mọi sự tức giận để mình ngồi lại với nhau, mình cùng nhau vui vẻ. Và Tèo mong là năm sau, dù là mỗi đứa học xa, có đứa sẽ đi du học nước ngoài, có đứa sẽ trong nước, có những đứa sẽ luôn luôn là ở bên cạnh nhau. Nhưng mà có những dịp lễ như Tết thì Tèo mong lớp mình vẫn dành một chút thời gian, chỉ cần khoảng 5 tiếng một ngày thôi để mình gặp mặt nhau. Những bạn ở xa thì mình sẽ gọi điện video cho nhau. Đấy cũng là quá đủ rồi. Biết là mình nhớ đến nhau thôi. Và Tèo cảm ơn tất cả những gì mà các bạn đã làm trong 3 năm qua. Và những bạn nào mà còn hiểu cái gì thì các bạn hãy bỏ qua cho nhau đi. Bởi vì như thế thì lớp mình mới ngày càng đoàn kết hơn được. Mình sẽ có một cái thời cấp 3 mình sẽ không bao giờ quên. Và sau này mình có thể tự hào nói với kể cho con mình nghe lần cấp 3 của ba hoặc mẹ đã huy hoàng như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người.